Thời gian cần thiết để thành tựu các pháp Ba La Mật là bao lâu? Với câu hỏi, thời gian cần thiết để thành tựu các pháp Ba La Mật là bao lâu? Câu trả lời là, thời gian tối thiểu cần thiết cho sự thành tựu viên mãn các pháp Ba La Mật là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Thời gian trung bình là 8 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Và thời gian lâu nhất là 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Sau khi được thọ ký thành Phật, chỉ sau khi thành tựu viên mãn các pháp Ba La Mật. Trong chuỗi dài thời gian như vậy, người ta mới có thể thành Phật. Ba chuỗi thời gian khác nhau này liên quan đến ba loại đương lai Phật, đó là Panyatthika, đương lai Phật, Sattathika, đương lai Phật và Viriyatthika, đương lai Phật. Vị Panyatthika, đương lai Phật phải trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Sattathika, đương lai Phật phải trải qua 8 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Và vị Viriyatthika, đương lai Phật phải trải qua 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật. Với câu hỏi, tất cả ba Bồ Tát này đều là những vị đương lai Phật, tại sao có ba chuỗi thời gian khác nhau để thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật? Câu trả lời là, vị Panyatthika, đương lai Phật yếu về đức tin nhưng mạnh về trí tuệ. Vị Sattathika, đương lai Phật mạnh về đức tin nhưng trung bình về trí tuệ. Và vị Viriyatthika, đương lai Phật yếu về trí tuệ. Chỉ qua sức mạnh về trí tuệ, người ta mới chứng đạt nhất thiết trí. Trí tuệ mạnh thì thời gian chứng đạt nhất thiết trí sẽ nhanh, trí tuệ yếu thì thời gian chứng đạt nhất thiết trí sẽ chậm. Sự khác nhau về mức độ sức mạnh của trí tuệ giải thích lý do về chuỗi thời gian khác nhau để thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật. Câu trả lời này được trích ra từ chú giải. Các vị thầy Apari cho rằng sự khác biệt giữa ba thời gian căn cứ vào ba mức độ của sự tinh tấn, đó là mạnh, trung bình và yếu. Lại nữa, các vị Asale khác thì nói rằng chính do sự khác biệt về các mức độ mạnh, yếu và trung bình, các sự thành thục các pháp Ba La Mật dẫn đến giải thoát. Trong ba quan điểm này, quan điểm của nhà chú giải tỏ ra thích hợp nhất khi chúng ta xét sự phân chia các vị Bồ Tát thành ba loại như sau. Ba loại Bồ Tát. Giải rõ, ngay vào lúc được thọ ký như trường hợp của đạo sĩ Xú Mê Thá, các vị Bồ Tát có ba loại. 1. Lược khai trí Bồ Tát. Úc Gát Tí Tanh Nhu. 2. Quảng Viễn trí Bồ Tát. Quý Panh Chít Tanh Nhu. 3. Sở dẫn đạo Bồ Tát. Nhi Giáp Bô Thí Sát Tá. Trong ba loại này, những vị lược khai trí Bồ Tát là những bậc, nếu họ muốn chứng đắc pháp giác ngộ của vị Tinh Văn Sa Quá Cát Bô Thí, trong chính kiếp sống mà họ được thọ ký, sẽ có phước hỗ trợ đặc biệt để chứng đắc đạo quả A-La-Hán cùng với 6 thắng trí A-Phi-Nha và 4 tuệ phân tích Pát-Tí-Xâm-Phí-Đa-Nha-Ná. Ngay trước khi kết thúc câu kệ thứ 3 của bài kệ gồm 4 câu do Đức Phật thuyết, loại lược khai trí Bồ Tát này cũng được gọi là Panyatthika Bồ Tát. Loại Bồ Tát này có trí tuệ mạnh nhất. Những vị quảng viễn trí Bồ Tát là những người mà nếu họ muốn chứng đắc sự giác ngộ của vị Tinh Văn trong chính kiếp sống mà họ được thọ ký thì sẽ có phước đặc biệt để chứng đắc đạo quả A-La-Hán cùng với lục thông và 4 loại tuệ phân tích trước khi kết thúc câu kệ thứ 4 của bài kệ gồm 4 câu do Đức Phật thuyết. Loại Bồ Tát này cũng gọi là Sattathika, họ có trí tuệ trung bình. Các vị sở dẫn đạo Bồ Tát là những người mà nếu họ muốn chứng đạt sự giác ngộ của vị Tinh Văn trong chính kiếp sống mà họ được thọ ký, sẽ có phước đặc biệt để chứng đắc đạo quả A-La-Hán cùng với lục thông và 4 tuệ phân tích vào lúc kết thúc cả bài kệ gồm 4 câu do Đức Phật thuyết. Loại Bồ Tát này cũng được gọi là Viriyatthika Bồ Tát. Loại này trí tuệ yếu nhất. Cả ba loại Bồ Tát này đều đã phát nguyện thành Phật trong vô số đại kiếp trước khi được Đức Phật thọ ký. Tuy nhiên, sau khi được thọ ký rồi, họ thực hành các pháp Ba La Mật trải qua đúng thời gian đã được giải rõ ở trên và chứng đạt nhất thiết trí. Chứng đắc Phật quả sớm hơn là điều không thể được. Lúc ra hoa, đậu hạt và chín chỉ sau một thời gian nhất định, ngay cả khi có sự chăm sóc hết mức như tưới nước, v.v., cũng không thể cho quả sớm hơn thời gian tự nhiên được. Cũng vậy, tất cả các loại Bồ Tát không cách nào chứng đạt đạo quả Phật
trước khi họ thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong thời gian nhất định, cho dù hàng ngày họ có thể hiện sự tinh tấn nhiều hơn trong sự thực hành các pháp ba la mật. Sự xả ly và các hạnh, vì trí tuệ của họ chưa đạt đến chỗ thành thục và sự tích lũy các nhân tố thành Phật của họ chưa được viên mãn. Do đó, nên hiểu rằng các pháp ba la mật được thành tựu viên mãn đúng với thời gian đã được nêu trên. Những lợi ích nào phát sanh từ các pháp ba la mật? Với câu hỏi, những lợi ích nào phát sanh từ các pháp ba la mật? Câu trả lời tóm tắt là: những lợi ích phát sanh từ các pháp ba la mật là không tái sanh vào A Tỳ địa ngục, vân vân. Giải chi tiết: những lợi ích phát sanh từ các pháp ba la mật là không tái sanh vào trong 18 loại kiếp sống bất hạnh như A Tỳ địa ngục, vân vân, sẽ được bàn đến ở cuối tập phẩm này. Khả năng thực hành các pháp lợi sanh, 20 điều kỳ diệu như đã được mô tả trong bài kinh Accariya Apputa Sutta của phẩm Sunyata Quắc Gá Uparipanasa Trung Bộ Kinh, sự thành tựu tâm ước nguyện của vị Bồ Tát và tất cả những lợi ích khác như sự thành thạo trong nghệ thuật và các nghề thủ công, vân vân, mà chúng ta thường thấy trong các bài kinh bổn sanh, các Phật sử, vân vân. Những lợi ích liên quan đến 15 cặp ba la mật được nêu ra ở mục số 12, bài các pháp ba la mật được rút gọn như thế nào, cũng được xem là những lợi ích phát sanh từ các pháp ba la mật. Hơn nữa, những điều sau đây cũng là những lợi ích do các pháp ba la mật đem lại. Từ khi phát nguyện thành Phật, Bồ Tát với lòng mong mỏi hạnh phúc cho chúng sanh đã trở thành người giống như người cha của họ. Có những đức tánh siêu việt, Ngài xứng đáng thọ lãnh những vật dụng cúng dường, đáng được tôn kính. Ngài giống như mảnh ruộng phì nhiêu để gieo vào những hạt giống phước. Ngài được chư thiên và nhân loại thương mến, tâm của Ngài chan chứa từ bi. Ngài không thể bị hại bởi các loài thú dữ như cọp, beo, sư tử, vân vân. Là người có phước phi thường, ở bất cứ nơi nào Ngài sanh ra, Ngài vượt trội những kẻ khác về sắc đẹp, danh vọng, hạnh phúc, sức mạnh và quyền lực. Ngài thoát khỏi các chứng bệnh, Ngài có niềm tin rất thanh tịnh, sự tinh tấn, chánh niệm, định và trí tuệ. Ngài có ít phiền não, kết quả Ngài trở thành người dễ bảo. Ngài nhẫn nại, Ngài vui thích trong các việc thiện. Ngài không tỏ thái độ nóng giận hay thù hằn, cũng không gièm pha kẻ khác. Ngài không có tánh hay thù địch, đố kỵ, xảo quyệt, đạo đức giả. Ngài không tự cao hay ngạo mạn, Ngài vắng lặng thanh tịnh, Ngài hằng lưu tâm đến việc phước. Ngài nhẫn nại chịu đựng những sự hành hạ của kẻ khác. Ngài không gây đau khổ cho họ, dầu ở bất cứ nơi nào, thị trấn, làng mạc hay các miền, chỗ của Ngài đều thoát khỏi mọi nguy hiểm, tai họa, bất cứ nơi nào Ngài sanh vào, ví dụ như trong kiếp trước khi Ngài sanh làm hoàng tử Tê Mí, dầu trong các cõi khổ như địa ngục, Utsada, đột khởi địa ngục, không giống như những tội đồ khác. Ngài không tỏ thái độ đau đớn trước những cực hình khủng khiếp, mà phát triển kinh cảm trí, mỗi lúc một mạnh hơn. Hơn nữa, sự thành tựu về thọ mạng, Ayusampada, sự thành tựu về sắc thân, Rupasampada, sự thành tựu về quyến thuộc, Kulasampada, sự thành tựu về chủ quyền, Issariya Sampada, tánh khả nhận của lời nói, Adeya Sampada, tánh vĩ đại của oai lực, Mahanupha Vata, cũng là lợi ích của các pháp ba la mật. Sự thành tựu về thọ mạng là sự trường thọ trong bất cứ kiếp sống nào Ngài sanh ra. Với sự thành tựu này, Bồ Tát làm được nhiều việc phước càng ngày càng to lớn hơn. Sự thành tựu về sắc thân là sắc đẹp của thân. Với sự thành tựu này, Bồ Tát khiến cho chúng sanh, những người ngưỡng mộ và coi trọng vẻ đẹp của thân, có niềm tin và sự kính trọng đối với Ngài. Sự thành tựu về quyến thuộc là sự tái sanh vào gia đình thuộc giai cấp cao. Với sự thành tựu này, ngay cả những người say mê, chấp thủ địa vị cũng đến với Ngài. Do đó, Ngài có thể tế độ họ, giúp họ tẩy trừ tánh ngã mạn của họ. Sự thành tựu về chủ quyền là tài sản to lớn. Quyền lực to lớn là tùy tùng đông đảo. Do sự thành tựu này, Bồ Tát có thể ban những lợi ích đến những người xứng đáng được những lợi ích ấy qua tứ nhiếp pháp của Ngài và điều phục, dẫn dắt vào con đường chân chánh đối với những người cần được điều phục. Tánh khả nhận của lời nói là được làm người có lời nói đáng tin cậy,
Với sự thành tựu này, Bồ Tát được mọi người tin cậy như tin vào tánh công bằng của chiếc cân, tánh vĩ đại của oai lực, là sự tỏa sáng của oai lực. Bằng sự thành tựu này, Ngài không bị đánh bại bởi kẻ khác, trong khi Ngài nhiếp phục kẻ khác theo chánh pháp. Chính những sự thành tựu này là nguyên nhân cho sự trưởng thành của vô số pháp cần thiết về phước và phương tiện, mà nhờ đó chúng sanh bước vào ba cổ xe, và cũng nhờ đó mà những người đã bước vào ba cổ xe ấy đạt đến chỗ thành thục. 16. Kết quả của những pháp ba la mật là gì? Đối với câu hỏi kết quả của các pháp ba la mật là gì, câu trả lời tóm tắt là: kết quả của các pháp ba la mật là vô số ân đức của Đức Phật dẫn đầu lãnh đạo trí tuệ và nhất thiết trí, là sự giác ngộ tối thượng, nghĩa là sự chứng đắc đạo quả Phật là kết quả của những pháp ba la mật. Giải rõ, đó là sự hoạch đắc về sắc thân Rūpakkhaya, được tô điểm bởi nhiều đặc điểm như 32 hảo tướng của bậc đại trượng phu, 80 tướng phụ, sẽ được nói rõ trong bài lịch sử của Đức Phật Gautama. Hào quang từ thân của Ngài tỏa ra rộng 80 hắc tay, ngay cả trong 4 điều kiện tối tăm. 4 điều kiện tối tăm là lúc nửa đêm, lúc tối 30, trong khu rừng rậm và dưới bầu trời dày đặc mây đen, không có ánh sáng. Sự hoạch đắc pháp thân, Dhammakkhaya, được thành lập dựa vào sắc thân và sự rực rỡ vô số ân đức như 10 lực, Dasabbalanyana, lực bất cộng trí, Chassatharanayana, và 18 bất cộng pháp, Avenikathamma. Thập bất cộng pháp, Avenikathamma: 1. Quá khứ vô chứng trí. 2. Hiện tại vô chứng trí. 3. Tương lai vô chứng trí. 4. Trí tuệ dẫn đầu trong tất cả mọi hành vi của thân. 5. Trí tuệ đứng đầu trong tất cả mọi hành vi của lời nói. 6. Trí tuệ đứng đầu trong tất cả mọi hành vi của ý. 7. Không có sự thối giảm trong quyết định. 8. Không có sự thối giảm trong tinh tấn. 9. Không có sự thối giảm trong định. 10. Không có sự thối giảm trong trí tuệ. 11. Không có sự thối giảm trong thuyết pháp. 12. Không có sự thối giảm trong giải thoát. 13. Không say mê trong sự vui cười. 14. Không tạo ra những lỗi lầm ngốc nghếch. 15. Không có điều gì mà không thể chuẩn định được bằng trí tuệ. 16. Không có điều gì cần phải vội vã chú ý. 17. Không bao giờ chán mãn dễ vui. 18. Không làm điều gì mà không có sự suy xét đúng đắn. Hơn nữa, các nhà chú giải đã trích dẫn câu kệ sau đây để tóm tắt tất cả ân đức của một vị Phật. Buddho bí Buddhasa pha này giác quan năng cấp băng bí chê anh năng áp phát sáp mano khí dê thá cấp bồ chi rá đi khăn anh ta rê quan nô ná khí dê thá tát thà gát tát sát. Những ân đức của một vị Phật rất nhiều đến nỗi ngay cả một vị Phật khác bỏ hết cả thời gian chẳng làm gì ngoài việc trú trong những ân đức của vị Phật ấy, suốt cuộc đời của Ngài cũng không thể kể ra hết tất cả những ân đức ấy. Tất cả những ân đức như vậy của một vị Phật là kết quả của các pháp ba la mật. Vào lúc này, để làm khởi dậy niềm tịnh tính và kính ngưỡng đến vô lượng ân đức Phật, và để giúp người đọc tác phẩm này phát triển phước báo dẫn đến trí tuệ, tôi sẽ kết luận tác phẩm này bằng cách nhắc lại ba bài kệ của đạo sĩ Suruchi, tiền thân của Đại Đức Sariputta, tán dương Đức Phật Anomadassi: Sakka Samudde Uddakang Pametum Anhake Nawa Natue Wanawa Sapanyu Nhanang Sakka Bamitoa. Bằng cách nào đó có thể chuẩn bị định lượng nước mênh mông của đại dương. Nhưng ôi, Đức Phật chánh biến tri, không một ai giàu là người hay chư thiên mà có thể dò được trí tuệ của đấng tối thượng tôn. Biển sâu còn có thể dò, trí tuệ của Phật ai đo cho cùng. Tha re tum bát tha quim sát ca tha bê tòa tu la man đa lê na tê quá tá quá sáp bàn nhu nhà năng sát ca tha re tá quê. Bằng cách nào đó, người ta có thể đo được toàn bộ khối lượng của địa đại này. Nhưng ôi, Đức Phật chánh biến tri, không ai dù là người hay chư thiên mà có thể dò được trí tuệ sâu rộng của đấng tối thượng tôn. Akaso minitum sanka rachuya angule nawa natue wa
tá quá sáp bàn nhu, nhà năng sắc cà, bá mê tá quỳ. Bằng đầu ngón tay, người ta có thể tính được khoảng rộng của hư không. Nhưng ôi, Đức Phật chánh biến tri, không ai dù là người hay chư thiên, mà có thể dò được trí tuệ sâu rộng của đấng tối thượng tôn. Ở đây chấm dứt tập phẩm bàn về ý nghĩa và các vấn đề khác liên quan đến các pháp ba la mật. Chương 3. 18 bất khả xử xứ Apapattana. Đây là 18 loại kiếp sống mà vị Bồ Tát đã được thọ ký không tái sanh vào. Những vị Bồ Tát giống như đạo sĩ Sumetha đều có 8 đặc tánh để được thọ ký thành Phật, và sau khi được thọ ký rồi thì không sanh vào 18 loại kiếp sống này suốt chuỗi dài luân hồi cho đến khi thành Phật. Những kiếp sống này được nêu ra trong bài diễn giải về kinh Khagga Visana Sutta ở bộ chú giải Sutta Nipata. 18 kiếp sống là: 1. Kiếp sanh ra bị mù. 2. Kiếp sanh ra bị điếc. 3. Kiếp sanh ra làm người bị điên dại. 4. Kiếp sanh ra bị câm. 5. Kiếp sanh ra bị què. 6. Kiếp sanh ra làm người mang rợ, bộ lạc. 7. Kiếp sanh ra từ nữ nô lệ. 8. Kiếp sanh ra làm người có tà kiến cực đoan. 9. Kiếp sanh làm người có giới tánh chuyển đổi từ nam qua nữ. 10. Kiếp sanh làm người phạm ngũ nghịch đại tội. 11. Kiếp sanh làm người bị phong cùi. 12. Kiếp sanh làm loài vật nhỏ hơn chim cút. 13. Kiếp sanh làm ngạ quỷ Nicha Mattan Hika, thiêu khát ngạ quỷ, và Atula Kalakkan Chika, cơ khát ngạ quỷ, là loài ngạ quỷ luôn luôn bị đói. Thiêu khát ngạ quỷ là loại ngạ quỷ khác nữa, luôn luôn cảm thọ sự nóng cháy vì thân của nó luôn luôn bốc lửa. Đây là những loài ngạ quỷ mà kiếp trước của chúng đã sanh làm vị tỷ kheo. Những loại này được Đại Đức Mục Kiền Liên đã gặp ở trên núi Kỳ Xà Quật. Kalakkanchika là tên của một loại Atula có thân hình cao 3 Gavutta, một Gavutta bằng 1/4 do tầng, gần 4 km. Nhưng vì có ít thịt và máu nên nước da của nó có màu lá úa vàng vỏ, nhợt nhạt. Đôi mắt của nó nằm ở trên đầu, lồi ra như mắt của con tôm. Vì miệng của nó nhỏ như cái lỗ kim, cũng nằm ở trên đầu, nên nó phải khom người tới trước để nhặt lấy vật thực. 14. Kiếp trước sanh vào địa ngục vô gián, áo quý chi và địa ngục trung gian thế giới. Địa ngục trung gian thế giới, Lokan Tarijan Niraya, là chỗ nằm giữa ba thế giới Sa Bà. Đó là chỗ mà những người làm ác phải chịu khổ vì những ác nghiệp mà họ đã gieo tạo trong kiếp trước, nên được gọi là trung gian thế giới địa ngục. 15. Kiếp sanh làm ma vương Mara ở cõi tha hóa tự tại. 16. Kiếp sanh làm vị phạm thiên vô tưởng và phạm thiên ở các cõi ngũ tịnh cư. 17. Kiếp sanh vào các cõi phạm thiên vô sắc. Và 18. Kiếp sanh vào thế giới Sa Bà khác. Trong việc liệt kê 18 bất khả xử xứ, bộ chú giải Attha Salini và bộ chú giải Bút Tá Quan Xá có một số điểm tương đồng và một số điểm rất tương đồng với bộ chú giải Sutta Nipata. Trong phần liệt kê 18 chỗ của bộ chú giải Sutta Nipata, 8 chỗ sau đây không có trong bộ chú giải Attha Salini. 1. Kiếp sanh làm người điên dại. 2. Kiếp sanh làm người què bẩm sinh. 3. Kiếp sanh làm người mang rợ. 4. Kiếp sanh làm người có giới tánh thay đổi. 5. Kiếp sanh ra từ bào thai của nữ nô lệ. 6. Kiếp sanh làm người bị phong cùi. 7. Kiếp sanh làm ma vương. 8. Kiếp sanh vào thế giới Sa Bà khác. Bộ chú giải Attasalini không nêu ra con số chính xác về những kiếp sống này và những kiếp sống được liệt kê trong đó, mà không có trong bộ chú giải Sutta Nipata là: 1. Kiếp sanh làm nữ nhân. 2. Kiếp sanh làm người có hai bộ phận sinh dục, một của nam và một của nữ. 3. Kiếp làm người bị thiến. Bản liệt kê của bộ chú giải Bút Tá Quan Xá giống như bộ chú giải Attha Salini. Chữ Pali gọi người có hai bộ phận sinh dục là Upato và danh Chanaka, nghĩa là người có hai bộ phận sinh dục khác nhau. Người có hai bộ phận sinh dục cũng có hai loại, người nữ và người nam. Ở người nữ có hai bộ phận sinh dục, những đặc tánh của nữ giới xuất hiện trội hơn.
Ở người nam có hai bộ phận sinh dục, những đặc tánh của người nam rõ nét hơn. Khi người đàn bà có hai bộ phận sinh dục muốn hành dâm với một người đàn bà khác, thì bộ phận sinh dục nữ sẽ biến mất và bộ phận sinh dục nam xuất hiện. Khi người đàn ông có hai bộ phận sinh dục muốn hành dâm với người đàn ông khác, thì bộ phận sinh dục nam của anh ta biến mất và bộ phận sinh dục nữ tự hiện bày. Người nữ có hai bộ phận sinh dục có thể mang thai. Nàng ta có thể làm cho người đàn bà khác có thai. Người đàn ông có hai bộ phận sinh dục không thể mang thai, nhưng anh ta có thể làm cho người đàn bà khác có thai. Chú giải bộ Vinaya Mahavakya. Người bị thiến, chữ Pali là Bandaka, nghĩa là người có bộ phận sinh dục không hữu hiệu. Dù là người nam nhưng anh ta khác với những người đàn ông khác ở chỗ anh ta không có sự hiệu nghiệm trong các hành động tình dục với nữ giới. Người bị thiến hoặc tạm gọi là người bị thiến có 5 loại. 1. Asita Bandaka, người làm thỏa mãn tình dục bằng cách nút dương vật của người đàn ông khác hoặc dùng miệng nút tinh khí của người đàn ông kia. 2. Utsiya Bandaka, người làm thỏa mãn tình dục của mình bằng cách trộm nhìn đôi nam nữ làm tình và cảm thọ khoái lạc trong sự ganh tị với họ. 3. Obakka Mika Bandaka, người bị thiến như các vị hoạn quan. 4. Pakka Bandaka, người nổi cơn tình dục trong nửa tháng hạ huyền và tạm lắng tình dục trong nửa tháng thượng huyền. 5. Napumsakka Bandaka, người sanh ra không có những đặc tánh về tình dục. Đó là người sanh không có 10 yếu tố về giới tính, có thể gọi người phi nam phi nữ. Nhóm 10 yếu tố về giới tính gồm có 4 nguyên chất là đất, nước, lửa, gió, cộng thêm màu sắc, mùi vị, dưỡng chất hay sắc vật thực, mạng quyền và sắc nam hay sắc nữ. 5 loại người này được rút ra từ chú giải của bộ Quý Ni Giá Maha Quát Gá. Kết thúc 18. Áp Pháp Bát Thà Nát.